Hồn ơi, trước linh sàng các cháu con xin đọc bài chúc thực than mấy lời báo đáp nghĩa ân. Hồn ấy đã thoát gian trần thì ngài sẽ được an nghỉ một phần đinh đức. Thảo dốc lòng phun công báo nghĩa để thành tâm đến cửa Phật tiên, để nhờ tế độ nhân duyên ta cũng từ công việc đàn tràng chu tất tình anh chị em nay phải chia cắt đôi nơi, từ nay hồn đi khuất mặt vắng lời, âm dương cách biệt ngậm ngùi nhớ ơi. Hồn ơi, nay anh chị em con cháu trông chỉ thấy khói hương nghi ngút, gặp lệ sầu thành thoát tuôn rơi đau lòng nghề. Anh chị em con cháu lắm hồn ơi, ngàn năm giấc ngủ xa nơi thì yêu lòng tưởng nhớ sống sao thì khác vậy, lấy chén rượu thường dâng bát cơm canh gọi là lễ bạc, nhưng tâm thành kính mời hồn phạm phất anh linh nhi hải tâm. Ơi phong linh hồn Nguyễn Văn Công ơi, hồn về chốn linh sàng chứng giang phù hộ cho anh chị em con cháu tăng cường, làm ăn tân tới trên đường hiệp. Ni mô đồ đi ra ni ra ni ra ta ga ra ra.
thần linh nhị tam bảo. Thưa vua linh hồn, giờ đây buổi lễ chúc thực tối nay đã được chuẩn bị hoàn mãn. Xin kính mời anh chị em quan trọng tinh thần. Thank you.
cạnh nhà. Hôm nay cháu đã đi ra thế này, các bác thành tâm hoa lễ về đây. Nhìn cháu nằm đây mà đau đớn lòng, thắp cho cháu một nén nhang hồng, chúc cháu an nghỉ giấc lòng thành thơm. Sau khi viếng cháu xong rồi, mời các bác ra bàn uống nước và ngồi chia đau. Chúng này làm đâu không? Có mâm đây nhỉ? Vừa mới tông quả kèn này. Vừa mới tặng đấy, hôm nay tôi đám đầu tiên đấy.